hành trình đi mua cá ba đuôi tại trại. Trong cái clip trước mình có hứa các bạn là sẽ mua cá thả vô trong cái hồ dài vỏ chai 200k. Thì để có cá thả vô thì phải đi mua cá chứ đúng không? Người bình thường người ta sẽ vô tiệm người ta mua. Còn tôi không có bình thường, tôi vô trại tôi mua. Bây giờ ha, mình mà muốn mua cá ba đuôi á thì mình vô trại cá ba đuôi mình mua. Mình muốn mua cá beta hay là cá la hán thì mình vô trại cá beta la hán mua. Cái gì chứ bạn bè mình làm trại cá bao la. Hành trình là hôm nay định vô mua rancho với lại mấy con oranda đuôi dài. Mình thì cũng kêu ông anh vớt vợt lên để lựa mấy con cá nào đẹp đẹp về nuôi. Mà lựa qua lựa lại lựa tới lựa lui có đúng cái con này đẹp thôi mà ông không chịu bán. Con này ông nói là của người ta đặt rồi. Thôi cái tôi giận tôi đi chỗ khác. Tự nhiên cái tôi đi lân tân chỗ khác cái tôi thấy cái hồ cá này, tôi hỏi anh ơi hồ cá này anh bán nhiêu. Cái gọi xong ổng nói là cái hồ này là cái hồ cá F1 nhập bên Indo về làm ra chuẩn bị xuất đi á, mà giá nó hơi cao và ngang. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ về cái con số giá thì mình quyết định mình lấy những cái con cá nhập F1 Indo. Ôi trời, nói cho máu mè thôi chứ đâu có đem đủ tiền đâu, nên hình ra lấy có con một à. Thôi kệ, một con nhưng mà nó đắt sắt ra miếng các bạn ơi, nhìn đã quá trời đã luôn ha. Và cái em mình lựa chọn được là cái em màu vàng đen này ha. Thì sau khi mà nhìn nguyên cái bài này thì mình thấy cái em này là cái body ok la nhất, tai bơi kỳ cờ đuôi điếc rồi nó cũng cân đối, nên ra là cái con cá nào mà nó phải cân đối thì mình mới chơi, còn cái cá nào mà lắm chấm li ti nó không cân đối là mình cũng không thích lắm các bạn ha. Rồi ok, đã rước được em nó rồi, bây giờ đóng bịch đi về lý sao thả cá nha các bạn nha. Bạn nào thấy hay nhớ cho mình xin một tim và một follow nha.